Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án PGO này. Đây là cái dự án mà yêu cầu các bạn claim nhé. Thì các bạn claim ở trên sàn nút.money. Đây, hôm trước thì mình đã giới thiệu với các bạn nè. Thì các bạn sẽ ấn vào claim nhé. Đấy, các bạn ấn vào connect đến ví của mình nè. Đấy, ở đây nó bảo wrong connection thì các bạn sẽ đổi sang cái mạng Huobi Exchange. Đấy, nó sẽ có nút claim nhé các bạn nha. Đây. Đấy. 2/2 friend các bạn cần claim. Yêu cầu các bạn sẽ phải có cái nút này. Cái nút này thì mình có rồi nhưng mà chắc là nó chưa update đấy. Các bạn phải có nút này để làm phí đây này. Với lại HT để làm phí nhá. Đấy, bạn nào mà chưa có HT thì các bạn phải mua HT và mua cả nút nữa. Nói chung là các bạn mua HT. Sau đấy vào đây thì các bạn sẽ vào phần swap để các bạn mua nút nhé. Đấy, đây mình hướng dẫn luôn này. Tí lại các bạn lại bảo không bảo nó không biết gì. Đây, vào đây thì các bạn sẽ có HT ở đây. Ở bên dưới thì các bạn sẽ chọn vào là nút nha. Đấy, thì các bạn muốn mua bao nhiêu thì các bạn ấn vào đây. Ví dụ các bạn muốn mua 0,02 thì các bạn sẽ nhận được 0,4 phẩy bao nhiêu đấy. Nút. Đấy. Xong thì các bạn ví dụ các bạn muốn bán nút thì nó sẽ ra HT ở đây. Đấy, ví dụ như thế nhá. Ấn swap thôi. Tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào airdrop này. Claim này. Đấy, yêu cầu phải có hai friend này các bạn ấn claim. Đấy, thì các bạn claim thì nó sẽ phải trừ phí nhá. Nói chung là phí bên bên này rẻ lắm. Phí bên HT này rẻ lắm. Không phải có mấy đô la thôi. Ơi buồn ngủ. Tiếp theo các bạn ấn claim cái này. Đấy. 500 PGO nhé. Ấn claim. Đấy, như thế là các bạn sẽ claim được hết cái PGO của mình. Tại sao là mình claim được hết? Tại vì là các bạn thấy là à, sao lại còn 71 ở đây nhỉ? À, hình như là mình thiếu cái nút này nè. Đấy, à, không 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 ấy được nữa. Còn 71 chưa chưa ấy được. Còn 71 PGO nữa là đương nhiên là các bạn sẽ phải mua thêm hai nút nữa, phải không? Một nút là 30 mà, 60. Tức là các bạn sẽ mua thêm hai nút nữa nè. Nút nè, các bạn mua thêm một ít nữa là 2,5 nút. Các bạn ấn ấy. Đây, các bạn ấn swap. Add nút MetaMask này các bạn, ấn add luôn. Rồi. Đấy, coi như là nó trừ 113 nhé, coi như là được thêm 3 cái nút rồi. Các bạn quay lại ấn claim tiếp xem có được không nha. Tại vì là mình đã đủ cái nút mà. Nó cứ ghi ở đây này, 30 PGO là các bạn sẽ phải có một nút ở trong wallet của mình. Đấy, cái này không được nữa luôn. Chắc là được claim có một lần thôi. Thôi kệ đi, coi như là được thấy cũng được. Đấy, các bạn sẽ check cái ví của mình nè. Và đây các bạn check ví nè, đây. PGO này, đã về nhá. Đấy. Các bạn check ở đây cũng được nè. Đây nút ở đây nhé. PGO ở đây nhé, 619 PGO, ok chưa? Đấy, ok, bạn nào mà làm theo mình cái dự án này thì các bạn vào claim nhé, tại vì bây giờ là đến thời gian claim của nó rồi. Đấy, vào ngày 15 mà. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Nếu các bạn chưa claim thì các bạn làm theo hướng dẫn để claim nhé. Admin cũng nói luôn là admin không có HT để bán cho các bạn nhé.
Đấy, cho nên là các bạn nào mà ấy thì các bạn có thể lên sàn Hobby để các bạn có thể chuyển lên, hoặc là các bạn có thể mua ngoài nhé, những cái bạn nào bán ngoài ở trên Facebook nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.